Thì hiện tại là trên tay mình đây, đó là chiếc smartphone sức chạy Android 10 đến từ thương hiệu đó là Ulefone, có mã đó là Note 8P. Thì đây là một chiếc smartphone chạy Android 10 có giá rẻ nhất, pin châu nhất, kiểu dáng đẹp nhất và có màn hình và kiểu dáng có màn hình rất là nhỏ gọn đó, màn hình giọt nước. Thì sau đây mời tất cả các bạn sẽ cùng với mình, chúng ta sẽ một sở thị cặn kẽ chi tiết về chiếc smartphone giá rẻ chạy Android 10, nói chung giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện tại bây giờ, chạy Android 10 kiểu dáng rất là độc đáo đến từ thương hiệu Ulefone, đó là Ulefone Note 8P. Thì sau đây mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau lột tem nó. Cái cảm giác này là cảm giác phê nhất, cảm giác phê nhất của một người review, đó là được lột tem một em mới tinh tình tình đó. Và cái kiểu dáng của nó thì màn hình 5.5 nhưng mà cầm rất là vừa trong lòng bàn tay, bo tròn bốn góc, màn hình tay thọ, màn hình là giọt nước luôn đó, nhìn rất là đẹp, mặt sau rất là bóng bẩy. Đây là loa, đây là camera kép, camera kép sau là 8 megapixel và camera trước đó là 5 megapixel. Đó là màn hình. Đây là gồm có một cái nút nguồn và nút volume tăng giảm. Đây là nút này, nút loa ngoài. Và đây là jack cắm micro USB. Thì sau đây mình sẽ mở máy này lên. Đó. Mặc dù đó là màn hình máy rất là rẻ. Đó, chưa đến 2 triệu đồng nhưng mà được hãng đầu tư rất là chăm chút. Đó là từ kiểu dáng rất là đẹp. Màn hình là màn hình Super AMOLED siêu sáng. Đó, màn hình Super AMOLED siêu sáng và sử dụng là Android 10. Thì cái điện thoại này là sử dụng của nó là gồm có là 4 nhân, RAM 2GB, ROM 16GB, pin châu 2700mAh và có một mức giá rất là rẻ dành cho những người dùng cấp thấp có thể vô tư mua sử dụng. Pin 2700mAh nhưng mà cái hãng này nổi tiếng đó là vấn đề về pin cho nên vừa sử dụng sẽ cực châu. Nếu nghe gọi thì hãng cam kết là khoảng được 45 ngày nếu nghe gọi không, còn lướt web thì khoảng được là 2 ngày. Đó. Đây là một chiếc smartphone đến từ thương hiệu là Ulefone, đó Ulefone Note 8P. Đó. Giá siêu rẻ, màn hình rất là đẹp. Đó, sử dụng này là sử dụng Android này, Android 10 mới nhất luôn, mới tinh luôn. Đó, Android gốc và có hỗ trợ hết tất cả những tính năng thông minh. Đó, sử dụng là Android 10. Ha. Ok, đầy đủ. Sử dụng là 2 SIM, 2 sóng, 4G. Thỏa sức. Đó, lướt web. 2 SIM, 4G thoải mái. Đó. Đó, sử dụng công cụ là Google Assistant đầy đủ hết. Tại vì này sử dụng Android 10, mà Android gốc mà, cho nên có đầy đủ hết. Màn hình thì cực đẹp. Màn hình này màn hình Super AMOLED cho nên là cực đẹp luôn. Đó, cực kỳ sáng. Mình sẽ thử tìm mạng truy cập cho tất cả các bạn cùng một số thị nhé. Giá thì vô cùng rẻ luôn. Nói chung là có thể nói đây là một chiếc smartphone sử dụng Android 10. Có mức giá rẻ nhất trên thị trường, pin sử dụng châu nhất với tầm khúc đó sử dụng đó, màn hình đẹp nhất. Tại màn hình này màn hình Super AMOLED thì chưa có một chiếc smartphone nào ở tầm mức giá này mà có thể dám trang bị cái màn hình AMOLED cả. Thì với mức giá quá rẻ như Ulefone Note 8P
là màn hình Super AMOLED đó, sử dụng Android 10 với tinh luôn. Và mới mức giá này thì hiện tại là không có một chiếc smartphone nào Android 10 nào mà có thể sử dụng được và có mức giá như thế này. Này máy này máy vừa mới mới tinh vừa mượn được luôn. Thì cái mà mình vẫn luôn luôn thích coi YouTube đó là mình coi cái những bài hát của giọng ca để đời, chứ còn nghe mấy bài mới bây giờ thiệt tình là không hiểu nổi luôn. Những cái bài nhạc xưa thì nó đầy đủ những ý nghĩa và đầy đủ những cái tâm tư nguyện vọng chứa đựng trong đó, chứ còn nghe mấy cái bài nhạc bây giờ nghe mà hoảng loạn. Thật sự chỉ có những cái nhạc xưa đến từ cái loa rất là lớn nha. Đây thì đang là một chiếc smartphone nó thể màn hình full view. Đó là khi chúng ta muốn coi toàn màn hình chỉ cần kéo mở rộng ra là xem được toàn màn hình. Loa rất là lớn. Đây là loa ngoài nè. Đây là hai camera sau 8 megapixel. Âm thanh rất là đã, nghe rất là phê. Với một cái smartphone như thế này mà chúng ta nghe những cái bài nhạc như thế này thì nó thật sự là quá phê luôn. Đó, cầm trên tay rất là nhỏ gọn ha. Và có kiểu dáng là cực kỳ đỉnh luôn, cực kỳ đẹp luôn. Vâng, nếu các bạn nào có sự quan tâm thì là hoặc là có gì thắc mắc vui lòng để lại comment bên dưới, mình sẽ làm clip hướng dẫn chia sẻ cho tất cả các bạn. Và cái nơi bán thì mình cũng có để ở dưới này luôn, để tất cả các bạn nào mà quan tâm thì có thể là liên hệ. Thì mức giá là vô cùng rẻ nha, đây là một chiếc smartphone chạy Android 10 đó, đến từ thương hiệu Olefone, đó là Olefone Note 8B, nhưng có mức giá rẻ nhất đối với các tất cả các dòng smartphone chạy Android 10 hiện tại đang có mặt tại Việt Nam. Thứ hai nữa là với tầm mức giá đó nhưng mà nó có trang bị một cái pin châu 2700mAh, trang bị công nghệ tiết kiệm pin mới nhất nên là bao sử dụng lâu nhất trong tất cả các dòng smartphone đó. Có dung lượng 2700mAh hiện tại có mặt trên thị trường và kiểu dáng đẹp nhất và màn hình đẹp nhất luôn. Đó là những cái ưu điểm đến từ cái chiếc smartphone giá rẻ này của thương hiệu Olefone. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video clip lần sau.